chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học facebook marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đối tượng mục tiêu là gì và tại sao cần phải xác định đối tượng mục tiêu thì đối tượng mục tiêu là gì đối tượng mục tiêu là nhóm những người mà bạn muốn tiếp cận bằng thông điệp marketing của bạn do họ có khả năng sẽ thực hiện hành động khi nhìn thấy thông điệp đó ở đây mình lấy ví dụ với doanh nghiệp vietquad thì đối tượng mục tiêu của vietquad là những người có ô tô xe máy thường di chuyển gần khu vực địa điểm có chi nhánh của vietquad hay đối với sản phẩm là áo à, bảo hồ có quạt thông gió thì đối tượng mục tiêu của sản phẩm áo bảo hồ có quạt thông gió này là những người làm việc trong xí nghiệp công xưởng nơi có nhiệt độ cao họ có thể là cá nhân hoặc là chủ doanh nghiệp. Khi xác định đối tượng mục tiêu, chúng ta sẽ có 3 nhóm đặc điểm chung sau: nhóm đặc điểm chung về nhân khẩu học, nhóm đặc điểm chung về mối quan tâm, nhóm đặc điểm chung về hành vi. Đối với nhân khẩu học thì chúng ta sẽ có độ tuổi, giới tính, mức thu nhập, trình độ học vấn, vị trí. Đối với nhóm đặc điểm chung mối quan tâm, họ có thể cùng quan tâm đến những sản phẩm, chủ đề hoặc những hoạt động nhất định. Đối với nhóm đặc điểm chung hành vi họ có thể là những người cùng đọc một loại ấn phẩm, truy cập vào cùng một trang web, có thể là có cùng sở thích nhất định, ví dụ như sở thích về bóng đá, sở thích về mua sắm thời trang, sở thích về mỹ phẩm, vân vân. Có hai nhóm đối tượng mục tiêu mà chúng ta cần phải phân tích. Đó chính là nhóm đối tượng mục tiêu chính và nhóm đối tượng mục tiêu phụ. Đối tượng mục tiêu chính ở đây thường là đối tượng sẽ thu hút nhiều nhất sự chú ý của bạn vì bạn mong họ sẽ trở thành nhóm khách hàng mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp của bạn nhóm đối tượng mục tiêu phụ ở đây là những nhóm người khác có chung đặc điểm và có thể quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của bạn tuy nhiên khó có khả năng họ sẽ trở thành những khách hàng giá trị của doanh nghiệp của bạn chúng ta hãy cùng đi qua ví dụ về doanh nghiệp bán mai garden thì bán mai garden là cửa hàng cung cấp mọi thứ cần thiết cho việc thiết kế và bảo trì vườn tược Cửa hàng này có một vườn ươm cung cấp cây giống cho người dân địa phương và một trang web bán các loại cây trồng cũng như các dụng cụ làm vườn. Lin chủ cửa hàng cô ấy muốn tìm thêm những khách hàng đang định trồng lại cây trong khu vườn nhà của họ. Cô cũng muốn chắc chắn rằng những khoản đầu tư và công sức và tiền bạc cho hoạt động marketing là những khoản đầu tư sáng suốt. Chính vì vậy, Lin quyết định phân tích, tìm hiểu đối tượng mục tiêu cho doanh nghiệp bán mai garden. Sau khi phân tích, Linh nhìn thấy rằng đối tượng mục tiêu chính của Ban Mai Garden là những người quan tâm đến trồng trọt và chăm sóc vườn tược. Linh biết rất nhiều người có ý định hoặc đang trồng cây trong vườn nhà vào thời điểm này trong năm. Các lựa chọn cây trồng và dụng cụ làm vườn mà Ban Mai Garden hiển thị online có thể giúp thu hút họ. Đối tượng mục tiêu phủ thứ nhất, Linh nhận thấy rằng những người có thể quan tâm đến các dịch vụ thiết kế và chăm sóc vườn tược. Linh biết rằng các dự án làm vườn lớn hơn sẽ mang lại doanh thu cao hơn và dịch vụ chăm sóc mà bán Mai Garden cung cấp sẽ góp phần giữ chân những khách hàng này lâu dài. Chỉ vì vậy, Linh cũng muốn thu hút những nhóm khách hàng này. Đối tượng mục tiêu phụ thứ hai, những người muốn trang trí căn hộ của họ bằng các loại cây trồng trong nhà. Linh nhận thấy rằng thế hệ 8X, 9X, 10X ngày càng quan tâm đến các loại cây trồng trong nhà. Do đó, Cô quyết định rằng Ban Mai Garden sẽ cung cấp một bộ sưu tập cây trồng trong nhà tại vườn ươm của cô và đăng chúng lên website và Facebook của mình. Bằng việc tìm hiểu đối tượng mục tiêu cho Ban Mai Garden, Linh đã đưa ra được 3 đối tượng mục tiêu mà cô có thể triển khai các thông điệp hướng tới 3 nhóm đối tượng đó một cách hiệu quả. Và thông qua bài học hôm nay, chúng ta đã xác định được đối tượng mà doanh nghiệp của bạn muốn tiếp cận là ai và hiểu tại sao doanh nghiệp cần phải xác định đối tượng mục tiêu hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo